Alo, xin chào cả nhà nhé. Cả nhà ơi, thế này, hôm nay là cô em gái, cô em mình nhé, ngày cuối tuần lại nấu đồ để xách đến tận nhà chị đây, hai chị em ăn cho vui này. Các bạn nhìn này, cái món này là món khoái khẩu của đàn ông đúng không? Món nem nem tai chua, nem thính này, trời ơi, ngon lắm các bạn ạ. Em mình rất là khéo tay, mà xách đến tận nhà chị không mất tiền vé tàu đi nhá. Đây là thịt quay này, giòn rụm, nhai khéo khéo luôn. Ngon lắm, ăn với bún đây, bún đây, bún rất là ngon. Ở bên nước ngoài thì nó chỉ có bún này, nó không có bún tươi như ở Việt Nam. Và bát nước chấm này cô em pha rất là ngon. Kém gì bún tươi đâu. Ngoài ra cũng không thể thiếu được cái đĩa rau sống. Mời cả nhà nhé, mời cả nhà ăn với hai chị em mình ăn nhá, ngon lắm. Đây là bún bún thịt thịt ba dọi quay à, thịt ba dọi quay giòn rụm, bì giòn rụm luôn đấy. Nấu xong rồi xách lên tận nhà cho chị ăn đấy cả nhà, cho chị để được ưu tiên thế nhỉ, này mà không được thì có một ít thôi, xong rồi chan như này đấy. Đẩy. Thôi hôm nay không không cho nhìn mặt, mặc quần áo ngủ xấu xí. Trộn mời cả nhà ăn nhé. Cái kiểu này này, cho rau cho dưới xong trộn là mới ăn đấy, chứ không phải là chấm. Cái món này này, cái món nem thính nem này là đàn ông Việt Nam hay thích ăn, hoặc là ăn lấy cái đũa kia, lấy đũa này, đũa tre vinh. Vợ dại không hại bằng đũa vênh. Ở đàn ông Việt Nam mình sành điệu lắm. Đàn ông Việt Nam mình ăn ăn uống là cứ phải có món nhậu, món nhắm. Nhưng mà đàn ông Đức họ toàn uống suông rồi nhá. Toàn uống suông rồi. Cứ đứng uống hết chai nọ, ăn chai kia, chỉ uống suông, không có một cái gì. Nhưng mà Việt Nam là cứ phải có nhậu cơ, có mồi nhấm cơ, chứ không uống suông thế được. Thơm á, thơm ngon. Dạ. Việt Nam ăn uống sành điệu, cái gì cũng sành điệu. Ngon lắm cả nhà nhìn này, thịt quay này. Đấy đấy, nhai giòn, khó khó khó. Như ăn bánh đa. Hôm qua làm một cái video về một cái thằng cháu ở bên Mỹ. Thế nào xóa mất rồi. Nay hai chị em ngồi ăn, ta lại nói chuyện lại nhá. Ta xem một cái mấy lần xem nó live stream á. Nó sang chắc là tuổi cũng cưng cứng rồi. Thế thấy nói là làm live được 10 năm. Này 10 năm mà bây giờ nghĩ đến hưu, mà bạn bè cứ hỏi sau này có về hưu, về tuổi già có về Việt Nam hưởng thụ không? Nó chia sẻ rất là thẳng, rất là thật nhá. Mà mình cay. Mình nghe mình thương nó. Đưa cái nước này vào. Cái kiểu chan vừa vừa nhưng mà chấm nó cho nhàn nhàn kiểu kiểu ăn bún chả, nghe thương đấy nhá. Nó mà đúng là cái nghề đấy thì con gái mình thế thôi, phải đi làm hôm nào đông khách không kịp ăn nhịn mang cơm đi lại mang cơm về, tức là lúc bữa nói đói bữa no, kể cả mình mà ngày xưa đi chợ bán hàng ngoài chợ cũng thế. Mùa đông lạnh ăn uống thất thường, nhưng toàn những người ở nước ngoài đa số đau dạ dày, ăn uống không an toàn rồi dép mướt rồi nằm lai đấy, ngồi bà nó ngồi nó chia sẻ, nó bảo chứ đi làm phải mệt quá, không có muốn cả làm video, không muốn cả live stream nữa, mà ngồi đau lưng, mà kiểu như không phải là kiểu như dạng nó kêu đâu, mà nó chia sẻ thôi, nghe rất là thương.
xong rồi bà đến già cũng thích về, nhưng mà không có nhà, không có tiền. Nó bảo xong rồi về thì nó bảo sau này nó về thì nó thuê khách sạn, nhưng mà thuê cái chỗ nó rẻ rẻ thôi thì cũng không sao. Tao mới bảo về Việt Nam để hưởng thụ mà đi thuê khách sạn thì tốn tiền, với lại nó không vui, ở nó gọi là ấm cúng gia đình như đúng không. Mà tiền không có, nói không phải là nói xấu chứ, Việt Nam mình hoặc chắc nước ngoài cũng thế, nó là cuộc sống nó thực dụng hết. Nhai toàn có pháo như anh Minh Đa. Mà không có tiền thì ở đâu cho sống cũng buồn lắm. Mà về Việt Nam ấy cứ chả nhẽ, hay có cái câu chả nhẽ, đi Tây về mà lại không có tiền. Mày đi Tây về mà mày không có tiền thì bạn bè nó coi thường chứ. Người ta mới viết thế, là bạn bè kiểu như là nó cũng thông cảm với nó biết, nhưng nói thế chứ mình chưa ở thực tế trực tiếp lâu đúng không? Không có chuyện đấy đâu. Mà nghe nó nói rất là thương. Mà ta làm bằng video rồi cuối cùng ta xóa nhầm mất. Như làm phải đau lưng. Xong rồi bảo tuần này được nghỉ 2 ngày. Ta cứ ngồi cái tính á. Được nghỉ xong rồi đi ngủ à. Lấy sức để đi làm. Mấy cái ngày nay cứ ngồi ở đâu tưởng là nhàn lắm. Vất vả cực kỳ, cầm cụi đau lưng. Mà như gần bài thơ sẽ đi lại lại không mà. Nó bảo chứ, bạn nó hỏi thế anh được bao nhiêu tiền rồi, nó bảo được 1.400. Mà sao làm để có 1.400 thì nhỉ, tiền lai làm lai mà có 1.400 ít ấy. Thế bạn bảo sao lại có 1.400, không bảo thì với lĩnh lương được 1.400. Có nghĩa là không có tiền để dành. Cuộc sống làm vất vả thế, nhưng mà chỉ có chi trả trong cuộc sống thôi chứ không có tiền dư dật. Thế sao không ạ? Nó bảo chứ bây giờ mà muốn để về Việt Nam để nghỉ hưu hưởng thụ thì phải tiết kiệm từ bây giờ cho vào ống. Đâu đơn giản nhỉ? Lại còn ốm đau đấy. Về Việt Nam mà không có bảo hiểm, ốm đau chết. Chỉ có mới định không ai về hẳn đâu. Đi về về thôi. Già quá không về được thì hẳn. Vợ chồng Công Hòa, mày có biết vợ chồng Công Hòa không? Già già. Trong bà Phương. Không chân lắm nhỉ. Về chưa? Ông ấy năm nay 80 mấy rồi. Bà vợ kém ông ấy 8 tuổi. Cũng 7 mấy rồi. Nhà Hà Nội ấy, thế con cái nào cũng giàu có, cũng có nhà xe hơi, rồi cũng có cửa hàng bán vàng các thứ, mà ông không về, ông bà không về, nhà cứ tiếc ở bên này. Thôi không đi chợ nữa rồi, ăn xã hội mà hưởng xã hội, nhưng mà xong rồi cứ đi chùa đấy, thỉnh thoảng đi chùa. Thế bây giờ già như thế mà vẫn không về. Về gần con gần cháu cuối đời đúng không? Cho nhãn lúc chết à? Con bên này không qua. Bên này không có đứa nào? Không. Mất hai vợ chồng. Tám người làm gì nữa? Thế là thằng ấy nó cũng tên là Khánh ở Mỹ.
Cả nhà nghe thấy chưa, giòn không? Hay là ta xem ta thấy thương quá. Ta mới viết ta bảo vất vả quá Khánh ơi, giữ gìn sức khỏe nhá. Cô thấy Khánh chia sẻ như thế cô thấy thương quá. Nó làm một cái video cũng dài thôi. Cái này nói được mấy câu thế hết này. Đấy, thì quay. Thì quay mà nó vậy nó châm cái gì hết hay xong mới ướp à? Ừ. Ướp càng lâu càng ngon. Ngon thật đấy. Mày làm giòn ngon hơn con hưởng cái nào. Ừ, ướp mình trong tủ lạnh lắm, ướp từ hôm thứ 4 thứ 5 này. Ừ. Ướp để hở cái da lên. Cứ tưởng là nước ngoài sung sướng nhỉ? Yeah. Đấy, nước ngoài đấy. Nhưng mà thật tài đấy đấy. Nước ngoài khổ đấy mà chẳng ai muốn về. Tại sao? Ở nước quen. Phân tích cho tao xem nào. Cái khí hậu. Cái gì nữa? Ở đâu gần đấy? Ở đâu gần đấy? Mình cũng ở Việt Nam chán thì mình mới đi, chứ phải mình đi từ nhỏ đâu. Cả nhà nhìn cái nhâm thính này ngon chứ, mới được nhâm tai đấy, thái mỏng cho thính nhâm thính thính. Để cái cô em khéo tay, cô em nuôi với mình ăn vớ ăn vẩn nên mình bị sút cân đấy, sống một mình ăn vớ ăn vẩn. Ừ, giòn hơn cái này. Hai miếng thịt khác nhau. Ngon. Ở nhà thấy ngon chưa? Món ăn đơn giản thôi, không cần nhiều. Đĩa bún này, đĩa rau sống này, đĩa nem thính này, đĩa thịt quay thế thôi. Thế là quá là ngon rồi. Này giá trị cái mang lên tận nhà. cái hôm ta có cái video nào mà ta bảo nhé, cô em mang lên tận nhà, Hoài nó biết rồi, cháu đoán ngay là mẹ cháu, cái chẳng mẹ cháu bên ai mà đây rồi đoán ngay. Đó hay xem. Đăng ký kênh đưa cái gì mới lên nghe nó biết ngay mà. Nó xem đấy, nó theo dõi suốt đấy, nó là fan cứng của tao. ở đây không được, nó xem trên internet đấy, nó biết là ta làm YouTube, nó mò tận nhà này, nó bấm chuông. Nó mình có biết tên nó đâu. Xong hôm mới đăng live stream nghĩa là nó vào. Tây Việt Nam ấy chứ. Nó ở gần đây chứ. Nó ở dưới gần cổng bệnh viện này. Leipzig Strasse. Nó bảo nó xem trên internet cái cả mắt Trung Quốc thì có mỗi mình tao làm YouTube không ai làm. Mọi người bảo không? Có biết nó bảo không? Nó biết mình mở cửa cho người ta cho nó vào. Nó ban ngày đang nghe sim kệ. Cái già nó trẻ. 60. Lấy thằng chồng người gì á, không người đẻ ra một thằng con trai thì lại bỏ nhau. Chồng xấu xấu quê mùa. Không, nó xem mà.
Nó cả bác Trung Quốc mình ta làm không ai làm được. Sao mà không biết được. Nó mà nó vẫn xem. Nó nhìn nhiều lúc tao quay video từ cổng ta đi đấy. Nó chiều theo đấy mà nó đến tận nhà đâu cũng chuông kinh không như này. Biết rồi, biết cái chỗ đàn này. Nhận được đường giỏi. Chắc kiểu hay ngay đây nó chỉ ra sơ thì gần không. Ở tận dưới cho Leipzig ra sơ mà bệnh viện đấy. Nó ở gần bệnh viện để nhỡ mà già sau này ốm đau nó gần bệnh viện mà cơm lại còn lo thế. Thế thì ai người ta cũng ở chỗ chỗ bệnh viện thì còn đấy đâu ở chỗ. Chết sống mới là cái số đúng không? Để còn lo như thế nữa. Nói kiểu có gì ở viện nó gần. Nó ở bệnh viện gần. Hôm qua nấu cơm luộc đùi gà. Nấu canh. Đùi gà là gì? Canh rau. Trong sáng nay còn ít cơm nguội. Còn một cái đùi gà. Nhẹ nhàng ít rau. Rồi thôi ăn nốt đi. Trên này có rồi. Mẹ nếu còn ít thì ăn sáng. Chưa nấu mới. Cái hạt thính nó vào cổ. Nhiều khi lúc mình còn trẻ mình làm này, nó chưa đến tuổi già chả nghĩ đến này. Mày có thế không? Bây giờ ta cứ nghĩ đến già. Nhiều lúc ấy kiểu cứ nghĩ cái gì không mà. Ví dụ như là cái con bỏ thi nhá. Nó làm cái gì nó cũng điện cho bà. Nó nghe chừng nó quý bà, nó nhớ bà lắm. Hôm qua bọn nó tập thể dục. Nó cũng lại nhắn cho bà ơi. Chúng con start cái này. Nó nhún nhảy thế nào mà. Nó nằm nó nhún vào nó ấy mỗi ngón tay ấy này. Nó nhắn vào con cẩn thận nó gãy xương đấy. Xong cứ nghĩ bảo cháu nó quý mình cái gì nó cũng nhớ đến mình, cái gì nó có cái gì lạ, cái gì nó cũng khoe nó gọi. Cái này là nay mai mình chết thì nó chắc nó thương lắm. Cứ nghĩ thế. Lớn thì nó lại khác, nó bảo đến già nó chẳng nhắn lắm. Bé ngây thơ rồi. Hôm ra bảo chứ. Bảo Thi nhá. Bảo Thi yêu bà lúc bé thôi. Nên mai có bạn này không yêu bà nữa. Nó có. Con yêu bà. Nua bà. Nua bà. Cái con Trà My thì từ nhỏ nó chả thích tao đâu. Nó không thích. Nhưng con Trà Bảo Thi nó quý lắm. Suốt ngày hỏi bao giờ bà sang đây. Con ấy nghe chừng nó cũng tình cảm. Nhiều lúc nó còn ôm cái quần áo mình, nó ôm nó nằm nó ngủ ạ. Ở nhà ôm cái iPad, bố đi ôm cái điện thoại. Qua ta mang iPad sang bên kia, ta định sửa, nhưng mà
chả biết sửa được không, đắt lòi, nhưng mà nó còn bảo nguyên cái tiền gửi đi đã mất 40 lần rồi. Nó sót chứ, nhưng chắc con Hường nó sửa cái máy tính không biết nó sửa đâu. Sửa chắc là hãng. Thôi em á. Vâng, thôi. Ăn đi chứ. Chị ăn, em ăn thế thôi. Ừ. Ăn nhiều. Sao cái hoa anh đào nó chậm nở nhỉ? Tao cứ hỏi với anh đào xem gì làm mày nào. Ôi, qua đấy. Tao hỏi anh Thanh ấy, nó gửi cho tao vẫn cây của cô. Tí tí nụ. Vâng. Chưa hé gì ạ? Chưa, anh bảo là chết quá. Ừ. Ta sợ quên. Quên nhỉ. Vâng, cũng thích mà nó. Anh đào nó già. Cầu mong mà cái hôm mà nó nở trời nắng đẹp. Xong rồi thì ra đây chụp mang áo dài ra đấy mặc. Có lần con bé cái đạm á. Cái đạm nó mang áo dài, nó mặc áo dài chụp đấy đẹp lắm. Ta cả đời ta chả bao giờ có áo dài. Nó đợt cưới một Hoàn nó mặc áo dài lần đầu tiên. Có cái nào. Thế thừa nhiều quá, có để nhà nhiều cho bố không? Nhiều lắm, bạn đấy nhá. Hiểu. Nó hen. Mấy mũ rượu, mấy mũ bia chả uống nhỉ. Rượu cứ ngâm để đấy. Mùi nhậu này là không thích mà không ăn gì. Rượu bia cứ vứt đầy cái anh. Ngâm lọ to tướng hay không uống? Không đâu. Những cái bát này thằng Khải uống nó thành nghiện nè. Người không uống thì... bữa nào phải có, không có không chịu được. Mình có một tí như con thì nó khỏe chịu hết một tí thôi. Uống nhiều thuốc lá này. Tan cái này nhưng mà lúc sáng nhá, lúc 8:30 mà ta ăn một bát cơm này. Một bát cơm với một cái bát mà cái ta nấu thập cẩm á. Ăn. Thế bây giờ lại ăn khỏe đấy. Nhiều đứa chúng nó xem YouTube của ta nó bảo cô nấu ăn đi. Cô nấu ăn thì nhiều người xem hơn. Nhưng mà nấu thì vụng mà lười nhá, hủy mới có mỗi mình thì nấu gì. Mà đã nấu nướng, nấu những cái đấy là phải nhiều món, đủ món, đủ gia vị thì mới nấu được chứ. Bao nhiêu phút rồi nhỉ? 23 phút 45. 23 phút rồi. Dài quá. Cả nhà thấy mình ăn khỏe không? Cô em thôi mình vẫn vứt chén tiệt đi á. Đoàn chưa? Ăn như nhà Minh Đa. Chú Hoài giờ nó làm gì? Còn cái bé ba đứa làm nó lắm. Mọi khi nó vẫn làm mà, nó xuống nó phụ quán mà. Chị đạo này lâu lâu em chẳng. Lúc nó con gái mảnh mai với tẹo.
Em thì con cái lớn tướng là chị vẫn chưa thằng mà chưa nào dước. Tam tìm tòi trên mạng thì yêu đương thì nó không, nó chỉ xem phim ấy, xem nấu ăn mới làm bánh chết, nó không gì đúng không? Thời buổi và từng người bây giờ nhiều cặp tìm chung. Hôm nay cái chương trình thực sự nó nói là từ bây giờ là khác ngày xưa ấy. Ừ. Bây giờ là cặp xong bây giờ khác rồi đấy, xong lại phỏng vấn mấy cái bạn già mà trước kia thì kiểu cũng thích lắm nhưng mà không dám nói ra, biết phải bây giờ là khác. Đúng rồi, ngày xưa không dám nói ra đâu. Nhưng bây giờ là... bây giờ cái kênh mà của Tuấn Vĩ ấy mày có xem không? Vừa làm YouTube rồi bây giờ này kiểu kết nối yêu thương đấy, mai mối đấy, có đôi cũng cháu, có cháu nội cháu ngoại mà hẹn hò gặp nhau xong rồi dắt tay nhau đi đi lại lại, thằng ấy nó chụp ảnh nhé, nhớ lại cái lúc mà còn ban đầu yêu đương ấy nhỉ. Mình giờ già quá, tao già quá này. Mình sao cũng bỏ lỡ cơ hội. Bỏ nhau từ 2003 mà chả chịu tìm. Chả chịu có. Cũng phải làm. Ok, thôi nha. Mình ăn xong rồi. Bye bye các bạn. Bye bye.